Xin chào tất cả các em. Chúng ta cùng đến với chương trình tiếng Anh lớp 8 Global Success. Ở phần này, chúng ta sẽ đến với Unit 1. Trước khi đến với nội dung chính của bài học, xin mời các em cùng đến với danh mục từ vựng sẽ xuất hiện trong bài. Chúng ta cùng lưu ý đến cách đọc, loại từ, phiên âm cũng như là nghĩa của từ nhé. Chúng ta hãy cùng đọc. Balance, sự thăng bằng, sự cân bằng. Bracelet, danh từ, vòng đeo tay. Crazy, tính từ, rất thích, quá say mê. Cruel, tính từ, độc ác. Detest, động từ, căm ghét. DIY là viết tắt của cụm do it yourself, danh từ, hoạt động tự làm ra, sửa chữa hoặc trang trí đồ vật tại nhà. Fancy, động từ, mến thích. Fold, động từ, gấp gập. Font, tính từ, mến thích. Keen, tính từ, say mê, ham thích. Keep in touch, cụm động từ, giữ liên lạc với ai. Kit, danh từ, bộ đồ nghề. Leisure, danh từ, thời gian rảnh rỗi. Message, động từ, gửi tin nhắn. Muscle, danh từ, cơ bắp. Origami, danh từ, nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản. Outdoors, trạng từ, ngoại trời. Prefer, động từ, thích hơn. Casual, danh từ, trò chơi câu đố. Resort, danh từ, khu nghỉ dưỡng. Snowboarding, danh từ, trượt tuyết bằng ván. Và stay in shape có nghĩa là cụm động từ là giữ dáng. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nội dung chính của bài học nhé. Xin mời các em cùng đến với Unit 1 Leisure Time. Ở bài học này, chúng ta sẽ được mở rộng vốn từ vựng liên quan đến chủ đề các hoạt động thư giãn, cách nói về sở thích cũng như là những điều mình chưa thích. Về phát âm, chúng ta sẽ học hai âm nguyên âm ngắn, hai nguyên âm đó là âm U và âm U. Về ngữ pháp, chúng ta sẽ học các động từ chỉ sự yêu thích hoặc là ghét, theo sau bởi một động từ thêm đuôi ing hoặc là động từ nguyên thể có to. Về các kỹ năng sẽ xoay quanh chủ đề leisure time. Bây giờ xin mời các em đến với phần getting started, khởi động. I'm keen on doing DIY. Number one, listen and greet. Chúng ta sẽ cùng đến với một bài hội thoại giữa các nhân vật, đó là bạn Tom và bạn Trang. Ở đây chúng ta nhìn thấy các bức tranh nói về các sở thích, các hoạt động chúng ta làm trong thời gian rảnh rỗi. Bây giờ xin mời các em cùng đến với nội dung của bài. Hi Trang, surprised to see you. What brings you here? Xin chào Trang, thật ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Điều gì đã đem cậu đến đây? Oh, hello Tom, I'm looking for knitting kit. Ồ, chào Tom, tớ đang tìm một bộ đồ đan. A knitting kit? I didn't know you like knitting. Một bộ đồ đan lát ư? Tớ không biết là cậu thích đan lát đấy. Actually, I'm keen on many DIY activities. In my leisure time, I love knitting, building doll houses and making paper flowers. Thực sự thì tớ rất thích những hoạt động mà tự tay mình làm ra. Trong thời gian rảnh, tớ rất thích đan, làm nhà cho búp bê và tạo ra những bông hoa giấy. I see. So why spending time on your own? Tớ hiểu rồi. Vậy thì cậu thích dành thời gian một mình đúng không? Yeah. What do you do in your free time? Đúng rồi. Vậy thì cậu làm gì trong thời gian rảnh? I'm a bit different. I usually hang out with my friends. I go to the cinema, go cycling or play sport in the park. Tớ thì hơi khác đấy. Tớ thường ra ngoài chơi với bạn bè. Tớ đi xem phim, đạp xe đạp hoặc chơi thể thao trong công viên. Love spending free time with other people, don't you? Cậu rất thích dành thời gian rảnh rỗi với những người khác, có phải vậy không? That's right. By the way, would you like to go to the cinema with me and Mark this Sunday? There's a new comedy at New World Cinema. Được đấy,
Tiện đây, tớ muốn rủ cậu đi xem phim với tớ và Mark vào chủ nhật này. Sẽ có một bộ phim hài mới ở rạp Thế giới mới. Yes, I'd like to. Can I ask Mark to join us? Có, tớ thích lắm. Tớ có thể yêu cầu Mai tham gia, bảo Mai tham gia cùng với chúng ta được không? Sure. Let's meet outside the cinema at 9 a.m. Nhất định rồi, gặp nhau ở ngoài rạp phim lúc 9 giờ sáng nhé. Bây giờ chúng ta đã đọc mà nghe và đọc. Bây giờ chúng ta hãy đến với phần 2. Read the conversation again and complete the sentences. Hãy đọc lại đoạn hội thoại và hoàn thành các câu. Number 1, Trang is look for. Ở bài này chúng ta hãy gạch chân các keyword giống lên bài của thông tin. Trang đang tìm cái gì? Đây chúng ta sẽ có keyword là look for. Chúng ta sẽ điền là a knitting kit, một bộ đồ đan len. Một đồ, bộ đồ đan len. Vậy chúng ta là a knitting Okay, the next part. She loves doing DIY in her. Cô ấy rất thích làm những hoạt động tự chế trong gì đó. Ở đây chúng ta sẽ có ở đây là in my little time, I love making, building dollhouses and making paper flowers. Trong thời gian rảnh của mình đúng không ạ? In my little time, leisure. Chúng ta sẽ đánh xuống dưới nhé. Number 3, Tom loves spending his free time with. Tom rất thích dành thời gian rảnh rỗi của mình với ai? Vậy chúng ta sẽ tìm thông tin ở đây. Đây, you love spending free time with other people. Dành thời gian với những người khác, chúng ta sẽ có other people. Number 4, Tom and his friends usually Tom và những người bạn của cậu ấy thường làm gì cùng nhau? Vậy chúng ta có cần tìm một động từ ở đây đúng không ạ? Đó là hoạt động. I usually hang out with my friends, tức là đi chơi với bạn đúng không ạ? Hang out. Number 5, Tom, Mark, Trang and Mai are going to see a comedy this. Tom, Mark, Trang và Mai thì sẽ xem một bộ phim hài vào thời gian nào? Ở đây chúng ta có this Sunday và Chủ nhật đúng không? Rồi, bây giờ xin mời các em cùng đến với number 3. Working pairs, write the activities from the box under the correct pictures. Làm việc theo cặp, hãy viết những hoạt động từ ở cái ô ở bên dưới dưới các bức tranh tương ứng. Ở đây chúng ta có 6 từ và cụm từ tương ứng với đó là 6 bức tranh. Chúng ta hãy cùng đọc lại nhé. Doing DIY, làm những hoạt động tự chế. Doing puzzles, giải câu đố. Surfing the internet, or surfing the net, có nghĩa là lướt mạng. Cooking, nấu ăn. Playing sport, chơi thể thao. Messaging friends, nhắn tin cho bạn bè. Ở phần này cũng không quá khó đối với các em đúng không nào? Bức tranh đầu tiên chúng ta có hoạt động messaging friends, nhắn tin cho bạn bè. Next we have cooking. Number 3, playing sport. Number 4, we have doing puzzle. Number 5, we have doing DIY. Number 6, we have surfing the internet or surfing the net. Okay, number 4, working pairs. Read the word and phrases and guess which activities in three are described. Ở đây chúng ta thấy là nhiệm vụ của chúng ta là làm việc theo cặp. Hãy đọc các từ và cụm từ và đoán xem là những hoạt động nào ở mục số 3 được mô tả đến. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ có những cái định nghĩa hoặc những các cái từ, nhóm từ liên quan. Bây giờ xin mời các em cùng đến với từng câu. Number 1, improve memory, a mental exercise.
cải thiện được trí nhớ. Cái từ improve là cải thiện trí nhớ ạ. À, một cái hoạt động liên quan đến trí não. Vậy thì chúng ta sẽ có ở đây đó là doing puzzle, giải câu đố chữ. Next part, number two, save money, increase creativity. Tiết kiệm tiền, tăng cái sự sáng tạo. Vậy tiết kiệm tiền, tăng sự sáng tạo, đây chúng ta có doing DIY, làm các dụng cụ tự chế đúng không ạ? Number three, improve physical health, make friends, cải thiện cái sức khỏe thể chất và kết bạn, đó là play sport. Number four, keep in touch, relaxation, giữ liên hệ và thư giãn, chúng ta có messaging friends. Number five, learn something about IT, computer skills. Học cái gì đó về gọi là công nghệ thông tin và các kỹ năng máy tính, đó là surfing the net. Okay, and number five, work in groups, ask one another the question below, then report your friend answer to the class. Làm việc theo nhóm, hãy hỏi cái nhóm khác cái câu hỏi bên dưới, sau đó báo cáo lại câu trả lời của bạn trên lớp. Đây chúa cô chỉ đưa ra cái câu trả lời gợi ý thôi, thì chúng ta sẽ làm việc theo nhóm và đưa ra câu trả lời nhé. If you have some free time this weekend, what will you do? Vậy thì mình sẽ đưa ra các câu trả lời đúng không? I will build dark houses and hang out with friends. Ở đây chúng ta càng đưa ra nhiều thông tin càng tốt ạ. Bài học hôm nay của chúng ta, phần đầu tiên của bài học số 1 liên quan đến chủ đề thời gian rảnh rỗi của mình kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Các em đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục nhận được nhiều thông báo clip mới trong tương lai nhé.